Gần qua em Tuấn thì có bán cái dòng loa rời này, bắt Bluetooth rồi là không dây cho bác rất là nhiều. Thì nhưng mà nó là những là cái dòng đấy là những dòng hàng hãng hoặc những cái dòng hàng không phải hàng bãi. Còn hôm nay em Tuấn về được mấy chiếc JBL hàng bãi này cho bác. Đây là JBL hàng bãi bác nhé, hàng bãi. Mặc dù là những cái dòng này pin nó kém rồi. Phải nói luôn là tại sao lại thế? Ở trong này này, pin nó kém, ở đây ngoài pin ở trong này nó kém rồi. Còn bình thường pin nó khỏe thì các bác chỉ cần bật cái nút nguồn này, nút nguồn này lên là nó chạy thôi. Nhưng bây giờ pin nó kém thì bên em sẽ về đấu cho bác một cái dây ra ngoài như thế này. Về các bác có đỡ thể đấu vào xe ô tô khách, xe ô tô con, xe ô tô tải, xe nào cũng được. Hoặc là đấu vào tủ, vào kệ, tivi và đâu cũng được. Và bác chỉ cần dùng một cái cục nguồn nhé, một cái cục nguồn adapter nó nhỏ bằng hai đầu ngón tay thôi. Adapter hai đầu ngón tay 12V đấy. 12V 2A, 3A đến 5A thoải mái, bác đấu trực tiếp vào đây cho em. Ví dụ em đang đấu con này này. Đây, cái dây đỏ em cắm vào lỗ bên trong ở giữa này. Đấy, còn cái dây đỏ, đỏ đen em bộc ở ngoài, mát ở ngoài. Đấy, thì cấp điện cho nó, bởi vì mục đích là tại sao? Tại vì những cái con này ở nước ngoài họ dùng pin ở trong đấy nó không còn lưu trữ được nhiều nữa, nó bị chai pin rồi. Đấy. Nhưng mặc dù những con này thế này thôi nhưng mà chất lượng của nó thì báo cáo các bác là chấp hết, em Tuấn phải nói chấp hết. Đấy, về hình thức đây. Thuê hình thức bác vừa quay vừa cho bác xem dần nhé. Đấy. Thì em sẽ giới thiệu chi tiết về thiết kế về sau, sau đây mời các bác vào bản test luôn đi ạ. Test nghe này. To nhỏ này, to nhỏ này. Đấy, bóc giảm nhỏ này. Đấy, đây là bóc giảm nhỏ rồi. Nhỏ này. To nhỏ tại đây luôn. To nhỏ, to. Đấy, đây là to nhỏ nhá. Ở nút bên cạnh đây là nút nguồn. Nút này là nút bắt Bluetooth. Và nút này là nút tạm dừng. Cứ ấn vào đây tạm dừng luôn này. Đấy, tạm dừng, ấn này, chạy. Ok. Cái này em chưa vệ sinh nữa nhá, vệ sinh sẽ sạch hết, bong hết luôn, sạch, vệ sinh sạch tinh luôn. Chạy đây. Thế này thôi nhưng chất âm bác thấy không? Cái bát nó mềm nhũn luôn, vì không chê được đâu bác ạ. Xứng đáng đồng tiền đấy, 1,5 triệu, xứng đáng đấy ạ. Bình thường mấy con đều đều cái 8-900 rồi. Con này chỉ tội là chai pin thôi, nhưng cấp nguồn ngoài, cái nguồn adapter ngoài thì quá là bình thường, đầy bán đầy rồi, 12V. Được chưa ạ? Đây về phía sau của em nó đẹp. Đấy, bác nhìn thấy về phía sau của nó cho em chưa? Mã vạch quét hàng xịn hết cho bác luôn nhá. Hàng này không thể chê được nữa rồi. Hàng này các bác còn chê thì bó tay. Chất liệu thì vỏ dày chắc chắn lắm, composite có đỉnh, nói chung là hàng nước ngoài, hàng bãi thì các bác không thể chê được. Chơi những con này bác dùng nó mới lâu dài này, những con kia bác dùng thì nó không ổn được, con này mới lâu dài, mặc dù là pin nó hơi kém. Còn bác nào mà biết công nghệ thì lấy nó về độ chế pin lên. Rồi chào các bác ạ. 1,5 triệu một chiếc ạ. Một chiếc.